iPad, Apple Pencil, iPadOS 17 và cả Final Cut Pro nữa. Tất cả những thứ gói ghém lại trong cùng một hệ sinh thái mà mình đã sử dụng gần một tuần nay. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn những gì mình thích nhất khi mà sử dụng những tính năng này trên chiếc iPad này nha. Xin chào, mình là Đan Anh và đây là kênh YouTube chuyên với Đan hay làm về những nội dung công nghệ thú vị hay ho và dễ hiểu. Các bạn nhớ subscribe kênh của mình nha. Còn bây giờ thì tiếp tục thôi nào. iPadOS 17 kể từ khi ra mắt cũng có nhiều thông tin từ Apple và cả những kênh khác chuyên về công nghệ đưa tin rồi ha. Và sau một thời gian sử dụng cho tới nay thì mình rất thích và ấn tượng nhiều hơn với khả năng viết chữ tiếng Việt Scribble được chuyển thành văn bản đánh máy tiếng Việt chuẩn chỉnh. Và mình sẽ chủ yếu review nhiều hơn về tính năng này khi ứng dụng nó trong nhiều app khác nhau cũng như là thói quen sử dụng khác nhau cho từng mục đích sử dụng từ công việc cho đến học tập trên chiếc iPad này nhé. Luôn dính với chiếc laptop để làm việc mọi lúc, mọi nơi, từ viết kịch bản, dựng video, ghi chú. Nhưng sau một tuần làm quen với chiếc iPad này, kể cả bút Apple Pencil và gần đây nhất là iPadOS 17, thì giống như là mình có thêm một thế giới làm việc mới, với những thao tác nó trơn tru hơn cùng với những tính năng hay ho. Flow làm việc từ đó cũng linh hoạt và tiến độ thì cũng nhanh hơn. Và sau đây là những tính năng trên iOS 17 khi được phối hợp trên chiếc iPad này cũng như tận dụng chiếc bút Apple Pencil đã giúp cho công việc ghi chú biên tập của mình trở nên thuận tiện hơn nha. Và trong video này thì mình cũng sẽ giới thiệu về một vài tips để các bạn có thể hack khi dùng Apple Pencil trên iPadOS 17 để tận dụng 3 tính năng mà mình hay sử dụng nhất để ghi chú, sắp xếp công việc, dựng video mà mình đang dùng. Đó là Final Cut, Trello và một cái app để các bạn tha hồ ghi chú theo kiểu bullet journal rất là dễ thương. Bắt đầu nhé. Bây giờ chúng ta đã có thể dễ dàng viết tay một đoạn văn bản tiếng Việt và mọi chuyện cứ để Apple lo. Nhưng đầu tiên bạn cần phải cập nhật đã nhé. Mình cập nhật iPadOS 17 beta cho phần cài đặt. Hiện tại thì mình vẫn chưa thấy gì lag lắm đâu, trộm vía. Và cảm ơn Shopden đã cho mình mượn chiếc iPad Pro 12,9 inch này đang chạy con chip M1. Các bạn có nhu cầu mua iPad thì ghé qua Shopden nha. Và ngay bây giờ bạn sẽ có một đoạn văn bản viết tay được chuyển thể sang văn bản đánh máy chuẩn tiếng Việt luôn nè. Về thao tác thì vẫn không khác gì, tính năng này là Scribble. Và Scribble thì đã được thêm vào iPadOS 14 cho bất kỳ iPad nào hỗ trợ Apple Pencil gốc hoặc thế hệ thứ 2, bao gồm tất cả các dòng iPad Pro, iPad Air thế hệ thứ 3 trở lên, iPad Mini thế hệ thứ 5 trở lên và iPad thế hệ thứ 6. Và bây giờ, bản iPadOS 17 beta đã cho phép thao tác với tiếng Việt. Quan trọng hơn, không chỉ có thể viết lên các giao diện có sẵn của iPad đâu mà với những ứng dụng thứ ba khác như là Trello mà mình hay dùng để soạn kịch bản, bạn vẫn có thể viết tay tiếng Việt nha. Bạn nào thích ghi chép, ghi bài thì quá tuyệt vời luôn. Và kể cả những ứng dụng thứ ba hỗ trợ Bullet Journal. Mình thấy khi dùng bút viết tiếng Việt, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Viết, vẽ trở nên iPad rất là trơn tru. Đỡ nhất là khi mà đang vẽ thì khỏi phải chuyển qua chế độ gõ bàn phím nè. Chữ mình dù có xấu, phải viết nhanh cho kịp bài giảng thì cũng không sợ. Chỉ cần cầm bút, hí hoáy là xong. Và Scribble trên iPadOS 17 nhận diện hơi bị nhanh và chính xác nha. Dấu câu á, ớ, ô, ơ gì thì cũng đều hiểu hết. Đối với hình ảnh có chứa văn bản tiếng Việt thì tính năng Scribble này nhận diện rất nhanh và chính xác, cho phép chọn sao chép và dán mượt mà trên bất cứ giao diện ứng dụng nào. Nè, chỉ cần có một hình ảnh bất kỳ có nội dung tiếng Việt, bạn nhấn chọn copy qua chỗ cần dán là xong, chuẩn bài tiếng Việt chưa? Trong khi trước đó chỉ hỗ trợ tiếng Anh thôi thì chúng ta không có thể nào mà làm cái này được đâu nha. Và bạn nào hay dựng video, viết thẳng lên Final Cut Pro trên iPad Pro luôn, quá ư là tiện. Sẵn nói về Final Cut Pro thì các bạn có thể viết chữ trên video luôn rồi nha. Cho bạn nào chưa biết, một tí hack nữa là chúng ta cũng có thể tạo ra những video được tách nền trực tiếp rồi nè. Và cuối cùng, tất nhiên thì bạn có thể tùy chỉnh trang trí giao diện home và hình nền sống động hơn với iPadOS 17 nè. Từ phông chữ, màu sắc, chọn sticker tùy ý để làm ảnh nền nữa nha. Sẽ có rất nhiều tùy chọn mới cập nhật trên iPadOS 17 để bạn có thể tùy chỉnh giao diện lock screen của mình. Từ những lời xin chào đơn giản cho đến các sticker có sẵn trong bộ emoji bạn ta hồ custom thành hình nền của mình nha. Và ngoài ra một cái mình đặc biệt thích đó chính là những sự lựa chọn các hành tinh trong hệ mặt trời. Rất là dễ thương và đa dạng đúng không nào? Nói chung là tha hồ sáng tạo. Like. Bấm like đi mọi người ơi. Bấm like để chúng ta gặp nhau nhiều hơn qua những video khác nữa nha. Bấm like. Đừng thắc mắc là vì sao cái kênh này view lại thấp như vậy.
là do mình bỏ không làm YouTube quá lâu đó. Cho nên bây giờ mọi người hãy bấm like cũng như subscribe để chúng ta gặp nhau nhiều hơn qua những video như thế này nữa nhé. Bấm chưa? Bấm like đi mọi người. Subscribe nữa nha. Bấm like đi. Like đi. Bấm like đi mọi người ơi. Và các bạn thấy sao về những gì mà Apple đã mang lại cho một chiếc iPad khi các bạn kết hợp với quá nhiều công cụ thông minh, từ hệ điều hành cho đến những cái ứng dụng thứ ba bên trong? Hãy để lại phía dưới phần bình luận cho Đen Anh cùng viết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mình đi dựng clip đây. Bye.